Con này chị bán thế nào? Cũng chả biết được. Không chả biết được á? Thế chị hỏi anh đi. Chị hỏi anh xem là anh bán con này bao tiền? 600, 700 gì đấy. Ừ. Vì là nó là con cọc đuôi, nếu mà cái giày đuôi thì 500 gì đấy thôi. À. Thế nhưng mà liệu giá đây có đắt lỗ đắt quá không? Không đắt đâu. Mấy thực chất là có người đã mua là một con 1 triệu mốt đấy. Con, ủa, đắt thế nhỉ? Nhưng mà nó cọc đôi mà, nó không cọc gì đâu mà. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu được lại tiếp tục lên trên nhà của hai anh em Hải Sử các bác ạ. Nhìn thấy từ xa thì thấy em Sử đã đang hình như là cho lợn ăn hay sao ấy. Một tay là xách cái gáo, còn một tay thì là xách cái chậu. Cho lợn ăn rồi à? Ấy, thanh niên là ở nhà là làm công việc ở nhà này các bác ạ. Một con bé kia là cho nó ăn ở ngoài thôi à? Con bé này cũng lớn rất là nhanh các bác ạ. Mấy ngày nào thôi mà thấy là đâu đó là bây giờ tầm được 4 đến 5 cân rồi đấy. Đợt mà Sử mua về thì mới có 2 cân thôi. Chào Sử nhá. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thế là đến giờ cho lợn ăn rồi à? Vâng. Trong nhà thì anh đang thấy là dùng bếp củi đang nấu cám lợn hay là đang nấu cơm ấy? Nấu cơm ạ. À, đang vừa nấu cơm là vừa nấu à? Vâng. Em Hải đi đâu rồi? Em Hải xuống nhà cũ đó. À, xuống nhà cũ à? Vâng. Công việc hàng ngày của em Sử là khi đến chiều về. Đây, có lẽ là em Hải là đi xuống bên kia là để làm công việc khác của bác ạ. Cám ấy, này trộn với cái gì á? Có mua cám không? Không, trộn với ngô đấy. Trộn với ngô đấy à? Có máy xay xay bằng tay thì nó dài quá. Nó to quá. Vâng. Xay bằng tay là em xay máy mấy nào? Hả? Xay bằng tay là xay máy nào? Máy tay thái được. À đây, à cái này à. Thế nếu mà đi mua cái máy kia thì bao tiền? Cái máy thái ra lửa. Đúng rồi. Không biết được. Không biết à? Nhưng mà có máy thái lợn thì nó lại mịn hơn nhỉ? Vâng. Xay bằng tay thì nó hơi to. Ở trên này có nhà nào có chó con không? Nhà trên kia có chó con không? Không có được. Nhà tít trên trên dốc gì à? Không có. Không có rồi à? Vâng. Tôi thấy hôm qua bảo là cái chú kia bảo là có. Đâu? Nhà tít trên dốc gì à? Không biết đâu. Thế hai tí anh em mình đi xem ấy nhỉ? Vâng. Để mua con một con chó con cho Sử. Anh ở dưới kia thì tìm nhưng mà chúng không có. Vâng. Mua những con ở cái bảng thôi nó mới. Hai con này thì ăn hết một xô này không? Ăn một xô thôi ạ. Ăn một xô thôi à? Vâng. Thế là cứ sáng là một bữa, trưa là tối là một bữa à? Vâng. Không một phát là đổ cho nó hết được nhỉ? Vâng. Thế anh nghĩ là hai con lợn này đến cuối năm mà to lắm ấy, con lợn này ấy nhỉ? Vâng. Con bên kia thì là nó không chưa thiến nhở? Vâng. Là nó đẻ được đúng không? Con lợn kia thì là mấy nữa là con lợn đẻ nhở? Vâng. Hầu như là lợn của nhà em Sử thì cho ăn ngô với lại mấy cái lá sông này.
cho như thế thì lớn rất là nhanh các bác ạ. Ôi, bên thằng kia thì đi hái quả dưa chuột đấy nhở? Vâng. Ôi, nguồn nước này nhiều quá xử. Vâng, bây giờ to rồi. Chắc là vừa mưa xong đấy nhở? Vâng. Hải mà hải giặt quần áo là phơi đây luôn các bác này. Nguồn nước này thì hôm nay về rất là to các bác. Mọi hôm thì về ít thôi. Có lẽ là mưa xong là nó về to hơn nhỉ? Vâng. Cứ cái suối ở trên kia có một cái suối là nếu mà cái suối kia to là thế nào là cái nước, cái mạch, cái nguồn nước này nó cũng to các bác ạ. Anh đâu ấy? Lấy mấy cỡ dê ăn. À, xem nào. Mấy ngày nào mà bây giờ đã được ăn quả này nữa nhỉ? Vâng. Trên kia có trồng có quả to quá trồng ấy, nhưng mà quả to này thì để làm giống chứ. Vâng. Chưa mưa to đổ hết rồi. Mưa to là đổ à? Vâng. Chứ không là nó cũng mọc thẳng rồi nhỉ. Vâng. Tôi thấy cái cuộn vàng thôi. Vào cái mùa này thì nếu mà lên trên nhà của trên bản của các em ấy các bác là gặp quả dưa. Quả dưa này rất là nhiều. Ui, chuột ăn à? Con ngan ăn ấy. Ngan ăn á? Đúng rồi. Ui, con ngan mà nó những quả nào thấp quá nó ăn đấy nhờ. Vâng. Thế thì xử phải hái những cái quả thấp luôn đi, hái quả cao thì để lại. Chứ không là ngan thì nó ăn hết quả thấp luôn. Đang định kiếm một quả để mà thưởng thức hơn nhưng mà kiếm mãi không được các bác. Toàn là trên cao cao thôi. À hôm qua là chỗ này bị đổ à? Vâng. Anh lấy con sâu xanh kia ăn đi. Lấy quả chứ không phải xanh. Tôi nhắc anh xem là dưới này có quả nào thấp không? Chứ không là ngan vì nó bổ ăn đấy. Đây quả nào? Quả nè. Quả đây à? Ôi trong này có nhiều lắm, sửa trong này. Vâng. Nhưng mà cái quả vàng vàng cái này là để làm giống nhỉ? Vâng. Anh em mình lên trên xem. Xem bây giờ anh em mình lên trên xem chó đi nhỉ? Vâng. Đây có bác này, rất là to này. Thì đem xuống kia điểm hạ cho lợn. Anh nhìn thấy từ xa thì các bác có thể nhìn thấy một ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ là đẹp các bác. So với lại ngôi nhà trên bản của Sử thì hầu như là không có các bác. Đi bộ đi thôi chứ. Đó sang. Hả? Thế bảo nhà ở trên dốc bên kia. Xe gắn đi được. Nhưng mà đường này sao đi được? Đường này nó vừa mưa xong rồi. Vâng. Anh em chịu khó đi bộ tí nhỉ? Vâng. Đây. Đây không, để đấy cũng được mà. Ba lô để đấy cũng được. Vâng. Ăn rất là giòn các bác ạ. Đấy, xin mời các bác ăn dưa mèo nhá. Không kia quên. Bên trên đường nhà cao đây nhỉ? Vâng. Vừa đi là vừa hỏi xem là nhà nào có. Vâng. Nhà ưng mì tí mình mua luôn. Ôi, ngăn tay mới tìm máy em không? Mì ăn này à? Ôi, đẹp cho béo à? To rồi.
Ôi, cao với thắng à? Em thấy cỏ à, béo? À, đây là vợ thắng ấy nhở? Thắng thì lấy vợ của bạn của Sử ấy. Thế là hai anh em hôm nay đi đâu làm gì ấy? Hả? Hai anh em hôm nay đi đâu làm gì ấy? Hôm nay làm ruộng thôi. Làm ruộng à? Ừ. Nhà cày hết chưa? Chưa. Chưa à? Nhà có đông anh em thì để mà làm ruộng thì rất là nhanh quá. Nhà ca thắng thì gặt lúa về là được rất là nhiều nhờ. Thế vợ đang nấu cơm rồi à? Bye bye nhá. Thắng này bằng tuổi Sử không? Hơn tuổi ạ. Hơn tuổi à? Vâng. À, hơn tuổi là lấy vợ à? Chưa phải phòng tân hôn không? Chưa phải phòng Thắng với lại vợ Thắng ngủ không? Vâng. À, thấy là không có cầu thang gì cô bác ạ. Đây, ra đây cô bác xem phòng phòng tân hôn của Thắng với lại vợ Thắng đấy. Nhưng mà làm gì có cầu thang lên đâu? Đi đấy, đi bên kia đi ạ. Cái trèo lên lên à? Vâng. Thế là hai vợ chồng là cứ đêm giờ ngủ là trèo từ trên này lên đâu bác. Nhưng mà ngủ trên này chắc là nóng lắm ấy. Vâng. Mưa thì không sao nhưng mà trời nắng thì nắng lắm. Con nó thấp ấy. Nhưng vừa rồi thì em Hải là em ở nhà nấu cơm rồi, tất lực với em Sử thì lên trên này xem là nhà kia có là bán chó không để mà mua. Con đường này vừa mới mở thôi nhưng mà sạt hết rồi. Hôm nọ lên trên này Sử à? Lên trên này đúng không? Dưa này có mang đi ra chợ bán không Sử? Không, trồng ít thì để ăn thôi ạ. Trồng ít để ăn à? Vâng. Sử có từng bao giờ đi bán dưa bao giờ chưa? Lúc chưa thì trồng nhiều thì đi bán được ạ. Thế đợt mà bà còn hay là bà mất rồi? Đấy, bà còn đấy. Thế bà còn là bà hay trồng nhiều để đem ra chợ bán? Vâng. Thế em đã từng cùng bà đi ra chợ bán chưa? Có rồi ạ. Thế bán thì một quả thì bao tiền? Thế quả to là 3 quả 10.000 thôi ạ. Quả nhỏ thì 6 quả? Vâng. Nó tùy theo quả nhỏ to đúng không? Vâng. Dưa này ăn thì rất là mát. Hầu như là bà con trồng sen kẽ với lại cây ngô của bác ạ. Thấy là trong là có cả bí nữa. Có phải nhà này không? Đúng không? Mấy cái bảo này, mấy cái nhà ở đây này. Ở trên kia là rừng già rồi cô bác. Là cô bác nhìn thấy là sương mù rất là nhiều. Không biết ở nhà không? Có đấy. Đông người đấy. Tháng này đi mò. Tám mò hả? Mua mò mò giá thịt chi qua thịt đất này à? Đây có một con bé bé này các bác. Mua cái mò này bán không? Mua cái mò này là. Mua đang sửa cho em Sử đang hỏi tí đó. Gió phải hiểu là nhé, phải hiểu rồi. À, tập cà phê gió là. Tí mà che vào đó. Để mua này mà xe. Bán không? Bạn nhà trên kia có những con này nhưng mà nhà trên kia à? Vâng. Thế nhưng có ở nhà không? Không biết, chắc có. Thế anh em mình đi xem. Cái con này thì đẹp quá của bác ạ, nhưng mà có người mua mất rồi. Nhắc lại. Một,
Thế đi, anh em mình lên trên xem. Điều nào ấy? Điều này. Điều này à? Anh em mình cứ lên trên xem đó. Đó vừa rồi. Chị bán chó à? Thế chị cho em xem một tí. Ôi, cái con chó cọc đuôi kia đẹp quá xử nhờ. Vâng. Nhưng mà muốn rồi là người ta mua mất rồi. Đây nhà chị bán chó đang đi sau. Ui, đây là chắc đây là con mẹ nó đấy nhở? Vâng. Đấy, mình tính nhá. Tính nhá. Đừng lấy chạy nhá. Nhà chị có mấy con đấy? 6 con. 6 con à? Chị đi bán cho con. Chị đi trước đi. Nhà chị cấy không chưa? Còn mỗi chỗ này thôi à? À. Bé bé này á? Này nó biết ăn cơm chưa chị? Biết ăn cơm rồi à? Ở đây này. Không biết là con mẹ nó đi đâu rồi. Cẩn thận xử nhá, chó đang đẻ đấy. À. Có con nào cọc đôi không chị? Có à? Sử muốn nuôi con nào cọc đôi không? Có. Có à? Vâng. Ôi, nhiều chó đấy chị. Thế kìa. Ê, có một đàn này không? Đây, chỗ này thôi. Đàn này to hơn đó chị. Đàn này to hơn à? Hay là một đàn thôi? Một đàn hết. Hai đàn đấy. Hai đàn á? Ừ. Nhưng mà con này đẹp hơn này. Chắc có mẹ để riêng. Con này thì đẹp hơn cô bác này, con này không có lông này. À không có đuôi ấy. Không có đuôi, với lại là không có lông trắng nhiều. Sử thích con này không? Có. Có à? Đây bên này còn mấy con nữa, nhưng mà xem nữa. Sử xem đi. Vâng. Đây còn nhiều mà. Đây này. Trên này này, một đàn đây này. Nhưng mà mấy con này là con có đuôi hết rồi. Đây là hai con mẹ nó đẻ à chị? Có ba con cho bố là... À đâu, con đi đâu nhỉ? Có ba con là con mẹ một trắng đẻ, con đặt con là con mẹ một trắng. Thế Sử thích con có đuôi hay là thích con cọc đuôi? Thì con được rồi. Cọc đuôi à? Thế thì Sử lấy đi. Thấy con bé bé một chút thì về nhà nó mới thuần được các bác ạ. Thế lấy con to quá là về nhà cũng không thuần được đâu. Con đây là con đực hay con cái đi chị? Chị xem đi. Đi đi xuống xem đi. Nhưng mà để đi chó nhá. Nhà cô này có nhiều chó lắm. Chị này. Con đực à? Ừ. Chứ lấy nuôi con đực hay nuôi con cái? Con thấy mình đẹp. Nuôi con đực à? Chị thấy người ta bảo là cô bác ạ, chó cọc đuôi là nó đắt hơn. Chị không có cái có bao tải không? Chị có vẻ sợ quay phim nhỉ? Sợ mà. Không muốn, kiểu là không muốn lên hình mấy. Chị thì có vẻ là... Và chị thì có vẻ như là chị không muốn quay phim của bác ạ. Thành ra là cũng không có ghi hình được chị yêu lắm. Đây. Bây giờ mình phải để cái bao tải đi để tí nó không nhìn thấy, nó không biết tìm đường về. Vâng. Đây con này con đực này, nuôi con đực thì nó tốt hơn. Vâng. Một màu đen trong rất là đẹp. Đấy ở dưới kia con, ở dưới kia thì có vẻ như là to hơn đấy, nhưng mà người ta mua mất rồi. Một cái bao tích này. Chị để bao đấy cho em con này. Xem con mẹ nó về chưa nhá. Con mẹ nó chưa về, con mẹ nó vừa sang kia. Đúng chưa chị? Ừ. Đấy, đi. Theo cảm ơn nhá. Có mua một tặng một không chị? Không có. Ủa, trên kia hiện tại đang nhiều sương mù quá các bác ạ.
Thì đừng để nó kêu nhá, tí không tí con mẹ nó thấy là nó. Anh em mình đi về đường nào ấy, đừng có để bắt gặp con mẹ nó nữa, đường này đi nhở. Vâng. Đây hầu như là trên vùng cao là nhà nào cũng có, đều có cái sạp trên này là có bác này. Trên bản là Hà Mông ấy, để mà phơi ngô phơi thóc ấy. Cả con mẹ nó là màu trắng nhưng mà để ra toàn màu đen chứ. Vâng. Lai lai một tí thôi. Thế mà anh bảo xử bảo lại ở trên này xử xem có chó không hay xử còn không biết đấy nhở. Không biết ạ. Xử còn không biết là bằng cháu lực của bác ạ. Em ấy thì không phải là không biết cô bác ạ. Mà hầu như là thời gian này em ấy ít khi lên đây ấy. Em ấy toàn là đi xuống ruộng, xuống nương kia là nhiều hơn. Nó biết ăn cơm rồi các bác ạ, nó biết ăn cơm rồi thì mới mua được. Nhưng mà nó chưa biết ăn cơm là chưa mua được đâu. Ở dưới kia xử là biết nhà nào mà bán xích không? Xích con chó ấy. Có à? Vâng. Thế tí anh gửi thì nó xử xong rồi xử đi mua về nhá. Vâng. Chó con sử đang cầm thì rất là đẹp các bác. Một tí nữa đến hướng kia thì cháu lại cho các bác tiêm hướng lại tiêm một lần nữa. Hốc đây vào. Hả? Hốc đây vào. Đây, rất là... Nhật lấy. Bác nào bác hai nhé. Nuôi con đực nó không biết đẻ thôi nhá. Vâng. Nhưng mà mấy nuôi lớn là nó cũng lớn nhanh lắm đấy các bác ạ. Như em chùa ấy có một con này các bác này. Con em chùa ấy là như cháu Lực cũng đã ghi hình rồi. Các bác cũng hay thấy là hay đi theo cái chùa để mà đi chân trâu này. Nó gọi là ví như là một cái người bạn đồng hành. Một cái người bạn mà ở nhà với mình luôn. À, kiếc à? À. Sự thả tháo một tí nào. Cho các bác xem lại một chút này. Thái ơi! Thái ơi! Thái ơi! Về nhà đi! Ôi! Tí nó chạy đi ấy. Ở đây có bác con đực này. Con bé bé rồi. Con này chắc là được tầm độ hơn 2 tháng rồi. Con này thì cọc đuôi các bác nhá. Nếu như các bác xem là con chó nào bị cọc đuôi trên vùng cao thì nó rất đắt giá. Đắt giá. Con này là chưa cần xích mấy đâu nhỉ. Vâng. Cho nó vào trong nhà, cho nó vào kia là được rồi. Con này chắc là mỗi bữa ăn là chắc chỉ được nửa bát cơm thôi. Ôi nó có con ấy đây này, sử đây này. Bắt cho nó đi. Vừa lấy về bắt. Ưng không? Có. Con bọ chó không á? Thôi. Hả? Để hết đấy. Thu không hết đâu. Có nhiều quá. Nhiều quá. Thế tí à. Tí à, sử phải lấy thuốc nhá. Tại vì nó có nhiều bọ chó quá. Xong là thỉnh thoảng tắm cho nó nữa. Vâng. Nào, nằm xuống đây nào.
xuống, nằm xuống. Ô đây này, nhớ nhá, sửa tắm cho nó nhá. Vâng. Ừ, hôm nay lạnh quá đây thôi, để mai nắng nắng đi một chút đi thì tắm. Nhà có cái thuốc kia không? Thuốc gì? Thuốc để mà diệt bọ chó ấy. Không có đâu. Có. Phải đi xuống xá mua. À. Thế thì anh gửi cho Sử là thêm là 200 nghìn để Sử đi mua thuốc với lại mua thêm là xích nhá. Vâng. Ừ. Đi mua thuốc với lại xích để cho xích con chó đây nhá. Vâng. Mấy cái phần quà này là của bà anh Phạm đang gửi cho nhá. Vâng. Không biết hôm nay anh có đem theo anh xem lại một chút này. Hôm nọ thì bà anh Phạm có gửi cho anh là một quà. Hôm nọ là bà anh Phạm có gửi cho anh một khoản là chi ra là 50 đô. 50 đô là để mà mua chó cho em. Đấy. Vâng. Còn còn dư thì lúc nào mà anh lên thì anh lại mua thịt thà cho Sử nhá. Vâng. Rồi hay là anh gửi cho anh không có cầm theo nhiều thì để lần khác thì anh lại lên gửi cho Sử nhá. Vâng. Chó này trông rất là đẹp, các bác mua xong rồi còn ưng nữa. Tắm gội cho nó sạch sẽ là nó thơm tho hết mà. Vâng. Ở đây này, còn nó chui vào lỗ tai đấy chứ. Hải nhìn con này có ưng không Hải? Hải đâu rồi? Cho Hải với Sử ấy. Thích không? Con đực luôn này. Thật ra thì là để mà nói đấy các bác thì giống đàn ông mà các bác ạ, kể cả chó đực cũng thế thôi, thích là thích những kiểu con nó phái đực ấy, nó phái đực để như kiểu giống cho với phái của mình chứ nhỉ. Vâng. Tại vì đực thì nó sẽ để mà nó chiến, nó sẽ chiến hơn, với lại để nó bảo vệ nó sẽ tốt hơn, với lại cái sức bền của nó là sự bền hơn. Chí gà. Dạ. Ui, nó có các cản thế này. Buổi tối đi đi ngủ là buổi tối cho nó đi ngủ là lấy cái áo cái khăn nào mà không dùng tới giải cho nó ngủ nhá. Vâng. Chưa thì. Bể sang đấy. Mua hẳn nhà trên có một con nó to hơn nhỉ. Vâng. Con to hơn nhà dưới kia nhưng mà người ta không bán. Bán nhưng mà nó lấy chưa rồi. À nó bảo bán à? Bán nhưng mà người ta lấy chưa giả tiền chưa mang chó đi rồi. Chưa mang chó đi à? Vâng. Hai nhà trên kia thì có vẻ như là hay có chó cọc đuôi nhỉ? Vâng. Đấy là đợt trước bán một con là đợt anh lên hỏi là cũng nghi dạng con kia này, anh lên hỏi là nó bảo là lấy triệu rưỡi. Vâng. Nó bảo lấy triệu rưỡi chó cọc đuôi. Vâng. Thế cái này mà nuôi thêm độ từ vài tháng nữa là nó cọc đuôi thì lại lên giá lên rất là nhanh nhỉ? Vâng. Chắc là cũng xin cảm ơn phần quà của bà anh Phạm gửi tới cho hai anh em. Có thể là bây giờ là như là một người bạn luôn các bác. Một người bạn của hai anh em luôn. Vừa trong nhà này, xong rồi những lúc mà đi đâu ấy, thì là có thể là các em đi đâu là nó không... Các em đi đâu là không ở nhà thì là con chó đấy có thể nhà là trong được. Sau này mà nếu mà anh thỉnh thoảng mới lên là... Còn phải để ý đấy nhờ. Vâng. Hãy Sử gửi một lời cảm ơn tới bà anh Phạm nhé. Vâng. Con cảm ơn bà anh Phạm đã gửi phần quà này mua chó cho hai anh em. Con chúc bà có gia đình thật nhiều sức khỏe, lộc thành công cho công việc ạ. Cháu Hải cảm ơn bà anh Phạm đã gửi phần quà rất ý nghĩa với hai em. Con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Ngày mai là đi lấy cái thuốc kia. Ôi này, con bỏ chó đi rồi. Vâng. À con này lấy nặng nó rồi. Ui, hai con như thế này. Tôi nhảy vào chó rồi. Kể ra là anh rất hay thích bắt những con bọ chó hay là những con ve này. Nào, im nào để anh bắt cho nào.
Ui con còn to quá. Này thì phải dùng thuốc. Vâng. Nhà trên kia thì chắc là người ta không có nhà trên kia thì chắc là người ta không có kiểu như là người ta không có để ý tới con ve này, con bò này mấy. Thì ra là nó mới có nhiều hơn. Nào nằm xuống nào để anh hắt xa chú. Dựng ngược chóng cả bốn chân lên. Đi anh em anh rửa tay đi. Vâng. Nếu là để ý thôi nhá. Vâng. Không là nó lại về ấy. Vâng. Nguồn nước này thì rất là mát cô bác ạ, nguồn nước này mát như kiểu là nước để trong tủ lạnh luôn. Quấn hai anh em luôn nhờ. Vâng. Thỉnh thoảng mua thuốc cho nó đi nhá. Vâng. Một thuốc là tẩy run tẩy giếc cho nó này. Vâng. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cùng với em Sử lên trên một chó thì cũng đã mua được rồi cô bác ạ. Phần quà của bán Phạm gửi cho đây, có thể là hai anh em là coi nhớ như là một người bạn. Vâng. Nhá. Vâng. Đừng coi như là một con chó hay coi nhớ như là một người bạn. Đấy. Vâng. Vâng. Coi nhớ như là một người bạn thì nó sẽ sau này có thể là các em đi lên rừng hay là các em đi chăn trâu là nó có thể đi theo các em đấy. Huấn vâng. luyện cho nó đi theo để nó bảo vệ vâng. mình. Vâng. Đấy, còn bây giờ thì đến giờ các em là cũng chuẩn bị là nấu cơm ăn cơm rồi các bác. Đấy, có lẽ là cháu Đức cũng không có hình thêm lâu nữa để cho các em là ở lại và nấu cơm. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh là bạn em. Xin chào các bác. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.